Hello hello tất cả quý anh chị em rất là thân mến, thì hôm nay em về một lô chuyển lửa phải nói là rất rất là đẹp luôn, nhưng mà có một vài con nó bị lỗi thì giá nó mềm nhanh cho em nha. Rồi bây giờ em sẽ review thật là nhanh chi tiết và nói chung là làm cái gì đó cho nó thật là xúc tiến nhanh gọn lẹ cho quý anh chị em mình xem để mà bảo tồn. Rồi anh chị em nào mà ở tỉnh thì vui lòng chuyển khoản trước giùm cho em nha. Đó, anh chị em nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì em sẽ ship COD tới nhà thu tiền, và tất cả những cái dòng chim em review em bán ở đây là chưa qua cám là một, và cái thứ hai là không bao ship nha. Là đẹp, đuôi 21 đuôi lụa ha anh chị em ha. Con này thì nó có một cái móng cái ngón út á. Rồi để em zoom zoom là móng là đầy đủ nhưng mà nó không ôm cầu thôi nha. Đó, cái móng ngay trước mặt của các anh đây nè. Móng nào ta? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đó, đó là anh chị em thấy không? Nó có đó 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 đó, đó. Khó thấy anh chị em ạ. Nó để em zoom lớn đó. Móng miết là đầy đủ hết nhưng mà nó không ôm cầu đó, nó đây nè anh chị em nè. Đó. Cái này người ta gọi nó là nó bị vặn cái móng ra nha anh chị em nha. Con này đuôi 21 mà đuôi lụa rất là chủ tư thôi nha anh chị em nha. Đây rất là đẹp luôn nè, mặt nè sáng ngời chưa, rất là đẹp luôn. Nhưng mà xui cái là có một cái móng nó không ôm cầu. Nếu mà anh chị em mà có theo dõi cái clip của em thì cũng biết ha, hôm bữa em mới bán một con lửa đuôi 21 mà cái ngọn đuôi nó bị mẻ thôi. Đó, móng mắt mỏ tay chân là đầy đủ, là giá là đã 1 triệu 8 rồi. Còn con này coi như là có một cái móng coi như là nó không ôm cầu thôi. Đó, cho nên là cái giá của nó rẻ ha anh chị em ha. 1 triệu 4 nha. Đó. 21 đuôi lụa nha anh chị em nha. Đuôi lụa con này đuôi rất là đẹp, đuôi mềm lắm. Đó, về tắm rửa cái là thả cái lồng vô. Rồi, đó là con 22 này là con đuôi 19 mà đuôi hơi tôm, bạn bạn cũng tương tương đối, nói chung là nhìn ưng cái con mắt đó, nói chung là nhìn ưng cái con mắt đó. Giá chỉ có 600 cành nha anh chị em nha. Đó, đầu xà luôn, đầu xà mỏ ngắn ha. Đó, rất là xinh đặc. Con này là chuồng số 22 nha anh chị em nha. Đó, cái giọng tạch của nó rất là dễ thương luôn, y như cái giọng nói của em ơi, giọng dễ thương lắm đó. Cái giọng con này nè nó tạch rất là dễ thương luôn anh chị em à. Ồ, ngày hôm qua anh chị em thấy không? Ngày hôm qua có con lửa đuôi nhớ em cái con số 25 mà em nói của ông anh mà ông mua mà ông bận công việc thì ông không lấy. Trời ơi, hôm qua em bắt ra con đó ra em bán cho người khách ở dưới dưới giảm cống á. Trời ơi, em bắt ra mà em thấy mê, cái mép nó vàng khe. Trời ơi, đã thì đã. Rồi con này là đuôi 20 mà đuôi tôm lụa nha, 20 tôm lụa ha. Con này giá là 1 triệu mốt, chuồng số 23 nha anh chị em nha. Con này rất đẹp luôn anh chị em à. Đó, đuôi tôm lụa cánh xệ ha. Chuồng số 23, con này giá là 1 triệu mốt nha anh chị em nha. Rất đẹp luôn. Đó, đuôi tôm cánh xệ rất là đẹp ha. Rồi, con này là chuồng số 23, giá là 1 triệu mốt nha. Anh chị em mình luôn là 2008 đơ một móng biên giống như con chuồng số 21 như thế này nè. Đó, giá 1 triệu mốt thôi nha. Đó. Đây nè anh chị em nè, con này giá có 1 triệu mốt thôi nha. Đó, con này với con số 21 là hai con là giống giống nhau nè. Đó, đơ một cái móng biên đó cho nên là mềm ha. Đó, có 1 triệu mốt à. Đây, đuôi 2008 nha, đuôi gần 21 luôn. Đó, có một móng biên rồi ta. Chó lên cầu mới thấy được anh chị mà. Nói chung con này thì cái tướng rất là đẹp luôn anh chị em à. Đây. Con này chuồng số 21 nha. 21. Ấy xin lỗi mọi người, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Con này là chuồng số 24. À, cái con 21 là đây, quên. Con 21 là chuồng xanh. À, con chuồng hồng là 24 đó. Con này thì giá là 1 triệu mốt nha anh chị em nha. Đuôi 2008 nha anh chị em nha. Rồi qua này số 25. Số 25 là đuôi 2005 nha. 2005 nhưng mà bị so le xíu ha. Đó, để coi như là để cho anh chị em mình bảo tồn giá là 1 triệu mốt luôn nha.
bằng giá cái con 24 luôn. Con này là đuôi 2005 không có tạch lỗi nha. Đó, hàng nào mà tạch lỗi thì em bán giá rẻ, thì anh chị em nào mà xem clip á thấy những cái con giá rẻ là đặt cái dấu hỏi liền giùm em nha. Đó, vì sao mà nó rẻ? Dĩ nhiên nó phải bị một cái gì đó, ví dụ mẹ đuôi hay là gãy móng, mất móng hay là đơ móng đó. Chứ còn mắt là không em không có nhập chim mà dạng như mắt bị hư nha. Đó, thí dụ như những cái lỗi mà nhẹ gãy lao đồ này nọ, rớt lao đồ đó, thì những cái đó thì ok, chấp nhận được ha, tại vì nó nuôi thì nó ra lại đó. Rồi, con này là chuồng số 25 nha, anh chị em nhớ nha. Đuôi 2005 mà nó bị so le nè, anh chị em thấy không? Đó, giá nó có 1,1 triệu thôi, giá bằng đuôi 20 nha. Rồi, con này thì rất là đẹp, con này thì anh chị em nào mà không có nhu cầu bảo tồn thì em để em cho cái lồng em nuôi. Đó, để mai mốt tới Tết làm mini game cho anh chị em mình. Siêu tôm bản lớn. Đó, siêu tôm bản lớn, đuôi 2007, con này thì giá nó cao nha. Con này giá nó 1,6 triệu nha anh chị em nha. Đuôi con này tới 2007 lận mà đuôi bản rất là to, mà đuôi tôm rất là đẹp luôn nha. Đó, con này thì để dành ha, để dành anh chị em nào mà có nhu cầu mua thì em bán, còn không không có anh chị em nào mà có nhu cầu bảo tồn thì em để đó. Lấy Tết rảnh cái lôi ra làm mini game cho anh chị em mình. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Bản rất là lớn, đuôi tôm nữa. Hàng đó rất là hiếm nha anh chị em nha. Đó, hàng đó mà anh chị em đi săn lùng á, đuôi 20 thôi là trên thị trường người ta bán là giá bèo bèo cũng phải 1,4 triệu rồi. Còn con đó là đuôi tới 2007 luôn anh chị em à. Rồi, qua này con này chuồng số 27, đuôi 19.7 ha, nó bị so le ha, để cho anh chị em mình 500 cành thôi. Đó, bán bằng giá cũng như bằng giá đuôi 19 nha. Con này là chuồng số 27 nha anh chị em nha. Đó, để cho anh chị em mình 500 cành thôi nha. Đó, bằng giá đuôi 19. Đó. Con này chuồng số 27 nha. Đó. Mỗi một ngày là một cái con chim mới, anh chị em chịu khó để ý giùm em nha. Thứ ngày tháng em để bên cái góc tay phải của màn hình á. Anh chị em ngó bên tay phải nè. Đó, phía bên phải nè, nhớ nha. Đó, phía bên tay phải em có để thứ ngày tháng ở bên đó, anh chị em chịu khó xem giùm em nha, ngày mới nhất nha. Đó, tại vì thí dụ như ngày hôm qua cũng là cái con chuồng số 27 này, nhưng mà đuôi nó lại 19.8. Đó, nhưng mà ngày hôm nay nó có 19.7, mà ngày hôm qua là đuôi to. Con này thì đuôi nó bình thường, em không có ghi. Đó, anh chị em chịu khó nhớ giùm em nha, xem những cái ngày mới nhất giùm em nha. Rồi, qua bên này chuồng số 28. Con này là 19.4 mà nó bị vặn cái móng luôn. Đù, nó giống như con 21 với 24 vậy á. Nó bị vặn cái móng. Đó, cho nên bán giá nửa giá nha. 400 cành nha anh chị em nha. Đây nè. Đây, đó. Đó, anh chị em chịu khó nè. Đó, em đang nói ví dụ nha. Ngày hôm qua con chuồng số 28 này nó khác. Đó, ngày hôm nay nó lại khác. Cho nên là anh chị em khuyên anh chị em ha, chịu khó xem đúng cái ngày giùm em chứ xem nhầm ngày. Đó, em giao nhầm nha anh chị em nha. Con này đuôi tôm đẹp, ngày hôm qua thì lại không tôm, nhưng mà hôm nay lại tôm. Đó, nó vậy á. Rồi, con này rất là đẹp nha. 400 cành nha anh chị em nha. Con này chuồng số 28. Đó, cái ngọn đuôi nó tôm còng đã không? Đó, đầu cũng rất là đẹp ha. Con này chuồng số 28 nha bà con nha. Chuồng số 28. 19.4. Vẫn móng nha. Đó, nói như vậy cho nó dễ hiểu, vẫn móng, giá 400 cành. Rồi, qua này chuồng số 29. Ủa, nó đang đứng ngó em nè. Nó thấy em đang vừa review cho anh chị em mình xem mà nó đứng nó ngó giống như là nó đang muốn đấu lại với em nè, nó đang muốn nhiều chuyện với em nè. Con này chuồng số 29 nha, 18.5 nha, 350 cành nha anh chị em nha. 18.5 chuồng số 29 đó, rất là tơ ha, cánh phèn đó, nhưng mà nó không được giống như con mép vàng của ngày hôm qua thì con 25 mép vàng rất là đẹp luôn. Mùa này mà có chim đuôi 20 mà mép vàng nữa ha. Đó, còn con này thì 18.5 nha, 350 cành nha anh chị em nha. 18.5. Mắt móng mỏ tay chân là đầy đủ, không lỗi nha anh chị em nha. Rồi, 30 nè. 18.7. Đó, 18.7 xiên tạch. 350 cành luôn nha, con chuồng số 30. Đó, thấy không? Rất xiên tạch. Chuồng số 30. 350 cành chuồng số 30 nha anh chị em nha. Đó, anh chị em nào mà bảo tồn thì nhớ alo giùm em. Đó, đừng có chat chít, nó mất thời gian của nhau. Cái thứ nhất, cái thứ hai là em hay chạy xe long nhong ngoài đường đó, đi giao chim, đi gửi chim riết các cái nhà xe đồ á. Đó, cho nên là anh chị em chịu khó, nếu như có nhu cầu bảo tồn alo trực tiếp giùm em cái số điện thoại bên cái góc dưới màn hình nha. Đó, con này chuồng số 30 nha. Rồi, qua bên này số 31 là đuôi 18.
300 cành. Đó, 300 cành. Đó. Con này rất là hồng đào luôn nha anh chị em nha. Đó, hồng đào có nghĩa là giống như trứng mình luộc, mình bỏ vô, luộc sơ sơ lấy ra. Đó, gọi là lòng đào. Đó, cái còn cái con này là rất là tơ. Đó, cho nên gọi nó lòng đào luôn ha. Cánh phèn, cánh gợn sóng, cánh bạc, cánh trắng như đây, ở đây, tè le, hộp dưa, hộp é đây nè. 300 cành nha anh chị em nha. 300 cành, con này là chuồng số 311 nha. Rồi, chương trình truyền hình đến đây là kết thúc rồi. Bye bye và xin chào và chúc tất cả quý anh chị em một cái ngày mới thật nhiều niềm vui cũng như là sức khỏe.